Đó là đang 43 ha. Ừ, 53. Ê anh Thiện dúng em bé bình bông quá. Cột tay rồi vô. Được. Bè hùng Thiện bé, dám hùng Thiện bé. Má cụi hay ghê đó. Chỗ này má cụi hay á. Không. Tí ăn bữa trận kia làm hai bàn ít nè. Chắc hai cái cà rướng rồi. Khó. Ừ. Số. Huy bị mà chết rồi. Huy hay dữ vậy, bên đấy mà không vô vậy. Đợt Huy chụp gót thôi luôn. Cậu về đứa nào mà thú với bé tắt này, đứa nào thú gì kìa. Về đặc biếu kìa. Thôi hú. Ông bên nỉ để cho đưa ông đậu. Ông lụm vậy, ông lụm nè. Ông lụm mọ nỉ mấy bảo chứ. Lấy mày để anh Giang thủ nữa thua tiếp. Giang cũng không? Giang 8 giờ còn đường chút rồi vào chưa? Ăn cho. Ý. Đi đi. Ờ. Sao xuống chưa khỏi? Kệ nó. Thiện 1-3 kiến tạo. Quá hay. Lọc này hay vậy.
Lấy đập mũi mà đập ngược hết lý. Đồ Kiệt nè, đất xô luôn á. Bữa giành lộn bên này Kiệt có người thế luôn. Đấy. Anh làm được, đá đâu quen. Đang thấy mà 10.000 con. Ừ. Tông cho đội đội khỉ dạo dạo tái nữa đi em Peterson. Điều.
thất bại thì mới thành công. Mà nghĩ là thất bại thì thế. Đó. Chuyên gia dự đoán là trận đây đội giò thắng. Chuyên gia dự đoán là đội giò tối nay thắng. Qua đây. Biên của Lương với của Thiện đón đội nào thắng? Đón đội Khởi thắng à? Còn chú đón đội Giò thắng. Không. Đất ơi. Không. Năm. Mười gái. Ồ. Thiệt hay quá. Thiệt hay quá. Thiệt hay quá. Ê, đủ bi, anh Kiệt hay không? Ờ, không Kiệt, tỏ sáng. Tao nói Kiệt này hay gơ bê. Kiệt không qua gỡ với Phương Diễm. Đường nào Kiệt tối này không được đánh. Con làm đàn mà chú sao chú bê. Nào mưa nào? Cái nào? Tặng tối này hay là hồi bữa? Tặng đây đúng không? Ừ, cách chơi. Hồi bữa có cách mà. Mấy này không có cách à? Bữa này con ghi bàn không? Ừ, nào chút nó về cách. Không mà lấy cho Sơn không có đi. Sơn đi vô trong kia làm gì? Chú Sơn không đi vô á. Có quay mà. Nãy giờ đâu có ngừng đâu. Hiểu tính tối nay bà cú bóc cơ. Giờ ba cái nữa vô. Sáng này cho anh tính vô làm mưa gió ban nậu. Là một liều. Gió lại là mà mưa chưa có mưa. Là mấy? Là mấy? Nếu một liều chưa là mấy? Là mấy? Sao đi? Gần đây mà. Đây ba. Được mưa làm sinh phẩm được. Hai trái sinh phẩm đâu? Kèm mấy ca không kèm kèm mấy ngàn luôn chí. Cá này em biết ha. Kèm hy vô chứ. Ha. Chứ sao? Chưa có gì cắt ra nữa. Chú Sơn về là tới nữa hai đội vừa đem em tới rồi. Đội đầu thua rồi, chú Sơn hít đất không? Đó. Nó kêu ba bùng nổ mà đi. Yeah.
10 phút cái tính. Bộ giờ 10 phút. Will he be? Chị xách cho nước rồi Kiệt. Muốn ca nước rồi. Bưng thùng nước khác ra. Bể bụng không? Bể bụng rồi. Ai vậy? Tiêu mỡ không sao đâu. Không sao đâu, tiêu mỡ không sao. Tiêu mỡ không sao. Không sao, tiêu mỡ không sao. Chỗ đâu? Không sao đâu, Thiện ơi, tiêu mỡ. Đất gì? Chưa hết giờ mà hết biết đất. Chú Sơn chú sống cho thêm thêm mà. Tự nhiên uống nó kình ông lâu. Bù giờ đúng giờ giờ la nó kình sao? Chú đúng giờ do lỡ rồi câu giờ dài đoạn gian nó gỡ lại sao? Đúng không luôn? Nhiều thì đó. Nhiều quá. Mừng cái. Đi chơi đảo. Mừng cái cho thua. Ủa chắc vậy chứ, đường nào cũng thua. Chắc lần hổ. Nhỏ anh nào cũng được. Năm phút kịch tính. Giờ nó gọi.
bây giờ mà nó gửi được hai cái là bên đi bài. Con nói thiệt bây giờ đội Giang mà gỡ được hai tái nữa không biết cắt cho chú Sơn bên một cái. Đâu, nhớ nha. Nhớ cô Lương. Dạ. Nhà Giang, thằng Giang. Giang, mày Giang. Hàng giò đã vô một cái này. Giò á, giò lên. Nè, giờ đã vô cái này. Nè, coi nè. Ủa, sao giờ đã vô này. Liếm ăn chị liếm. Thôi, không, giờ đứng vô. Giỡn. Nè, coi vô nè, giờ đã vô nè. Coi xẻ đi cho nó giàu ra, nó hít đất vô luôn. Đâu quá, thằng Hi. Đó, giờ đã vô nè. Giờ nó phát vô nè. Giờ lên á. Lên dạ lên dẹp hơi biếc. Đỡ nghe. Đồ thằng. Mất củi. Dạ lên dẹp hơi biếc rồi đỡ nghe. Liếm vàng vậy nè. Liếm vàng vậy nè. Nè coi này vô nè. Tạc quá. Hai cái chuyện thường. Giang. Tiếng Anh nó đã vô nè. Ơ. Vậy mơ tính gì luôn á. Mơ tính gì. Lừa đâu vậy. Là nó chút mà lừa. Kiếm chú Sơn thu hồ. Ê, sao ông xuất mà còn bỉ nữa ông? Thì ông bỉ cái, ông xuất đi chứ còn bỉ ngược quỷ xuôi. Chú Bánh đang định là có lá vô gỡ, đường gỡ cao á. Vô nó đâu? Đúng rồi. Hiệp hiệp đầu bên anh Cơ nản luôn, anh Cơ bỏ ra, giờ hiệp hai anh gỡ lại. Đó, coi gỡ này. Dần Giang đã vô một cái bên nó thắng nhau, còn dám cái không? Giờ con nói đoán không? Giờ nó vô là nó thắng, là con hít đất, chịu không? Đây này, coi này, đó. Giờ con mới lựa Giang còn giờ không lựa tới đầu này. Đó, bây giờ nếu mà lựa nó vô là con 30 cái nha. Không, 10 cái à. Rồi 10 cái, đầu vậy là con thua. Hét luôn. Đường nào Giang nó đá vô cái. Giờ lên liếu nè. Vô cái này. Nhắn tin kêu Giang vào. Đâu, 30. Giờ con bị liếu. Đó, thấy chưa? Thấy không? Đây nè. Nè. Nè, thấy chưa? Liếu nào rồi, liếu nào. Nè. Liếu nào rồi nữa. Nè. Ra hít. Không. Ra hít. Ra hít. Ê nó kêu bên con đã vô nó hít 10 cái. Hít. Hít đi. Vừa hết kia xong mà. Ờ hết đây hết giờ luôn á. Hết kia. 5 phút á, cứ quay lần 5 phút á. Chú Sơn té tặng ngay à. Cái thua mà chú Sơn cũng hít đó. Đó con nghe con kêu vô là con hít mà tự nhiên. Chú Sơn gì liên quan. Tự nhiên con. Chú nói là kêu đội thằng Giang đã vô là chú thắng mà con kia không vô là con. Con cáp thua. Đâu lần kia nữa chứ. Không có múc củi. Tao ơi, lấy nữa. Giờ tàu nó chưa có quen mà nó đứng của chắc nặng trong. Đâu anh. Sao giờ số nha, giờ đợi chuyện bà không giờ tới đâu nữa nè. Giờ số đây. Lâu bây giờ. Đội Giang đã vô một cái nữa, dám cáp không? Mất phiếu gì ông 10 cái ông hít mà. 10 cái rồi. Nè, vô một cái nữa nè. Lọc ra mày, lọc ra mày ơi chưa. Nè mày không nghe cho ngồi chứ sao chết cái nó. Trời ơi, nghe nó bị rồi, nghe bị. Nè, vô một cái nữa nè. Nghĩ đi, có đứa trong lạnh cho. Giờ nó mà vô một cái nữa. Nè, vô một cái nữa nè, thấy chưa. Là hai men này, suốt nè. Thấy chưa. Hai men suốt này thấy chưa. Ôi, còn hờ nữa mà chứ. Trời ơi, 20 mấy giây nữa. Hết gỡ luôn. 20 giây tính tao. Hết trái luôn á. Cháu không thiện. Thôi, hết gỡ luôn đâu. Kìm gì đã dũng hầu bữa luôn. 15 giây tính tao. Dì mẹ đồng ý kìa nha đi. 2 9 8 7 6 5 4 3. Hết gỡ.